Chào anh em nha. Đây cái bộ trục để cho anh em làm xe lôi nhá. Đấy, còn cái bộ trục sau cái là trục cứng nhá. Anh em thích mua lẻ được, còn đây là bục trục có cả lái đằng trước nhá. Anh em có thể điều chỉnh. Thì cái này cả bộ của nó theo là anh em ráp cứng thì được, hoặc là anh em lắp nhíp nhá. Thì trọng tải của nó cái này nó rơi vào 4 tấn. Đấy, 4 đến 5 tấn anh em nhá. Thì cái này lốp đây. Lốp 215-70R15 nhá. Đấy. Bộ trục này thì nó rất là to rồi. Đấy. Đằng sau là trục cứng nhá. Cứng Meyer to. Đấy. Thì anh em về thích lắp nhíp được, bên em bán thêm nhíp, hoặc là anh em để không được anh em hàn cả bộ trục ấy nhá. Đây là trục có cái lái anh trước nhá. Đấy. Về điều chỉnh vì cái này nguyên bộ của nó là bộ lái anh trước và một bộ đằng sau bộ cứng nha anh em nhé. Đấy, cái này thì bên em có bộ như này thôi. Anh em có nhu cầu đặt hàng hoặc là muốn dài rộng như nào thì anh em cứ alo trực tiếp cho bên em nhé, là 0364001683. Đấy, anh em thích lốp mới lốp cũ bên em đều có nhé, lốp cũ cũng có mà lốp mới cũng có nhé. Cái này thì tải nó rất chìa lặng. Đấy, trục xe lôi nhé. Còn đây là đây 245 ốc, đây là bộ lái đằng trước. Còn anh em mua cứng, nếu mua đọc cái là móc đằng sau thì mua đọc cái bộ cái móc đằng sau. Còn nếu cả một cái móc dài mà anh em chở nhiều, chở nông sản mà chở nhiều, anh em làm gióng một cái thùng to thì anh em có thể chơi cả bộ đôi đấy nhá. Anh em chưa thấy đâu có thì bên em bán nhá. Lốp mới có, lốp cũ có, cả bộ trục này. Thì anh em liên hệ số điện thoại để góc màn hình nhé. Anh em vừa xem kênh, anh em cho đăng ký kênh nhé. Bên em bán cả cầu nhé, cầu cũ nhé, cầu cũ, cầu mới bên em đều có cả nhé. Đấy. Thì ngắn dài bên em có thể làm theo yêu cầu tất cả anh em. Cầu cũ, cầu mới, trục xe lôi, rồi cái cầu anh em làm móc máy cày. Đấy, trong mình đang anh em làm móc máy cày, cái móc rời xong rồi có một cái xe mình lôi đằng sau nó tải nhiều hơn móc lôi bằng máy cày nhé. Đấy, thì nó đây bộ lái anh trước đây. Anh em lấy thì nó có điều khiển cả bánh trước bánh sau lái được hết anh em nhé. Đấy, hoặc là anh em mua hai cái cứng và anh em tự chế đơn giản thôi. Em giới thiệu ở đây, anh em có nhu cầu mua thì alo cho bên em nhé.